Đó. Đấy là lên ngồi cái bờ sông ở bên này phải không? Rồi mình nhìn qua bên cái chỗ hồi nãy mình đứng, cái chỗ hồi nãy mình bánh nhà rồng á. Mình nhìn qua thành phố Sài Gòn á, đẹp lắm. Lòng sông này ha. Mình nắm mình làm như này nè. Ờ. Mình đứng ở đây mình đi mình tới chỗ đây mình coi mình ngó mình nhìn qua cái chỗ này bên mình nhà rồng đó nó hiền lắm thấy không? Ờ. Còn bên đây nhìn lại mình thấy thành phố Sài Gòn nó đẹp. Nhìn là thấy nó có cái gì đâu, có một cái nét gì nó đẹp lắm. Bên này đẹp hơn ha. Lúc mình đứng bên này nhìn qua thấy Sài Gòn đẹp lắm. Có một cái nét gì đâu phải không? Rồi. Nhìn nó thấy cái cảnh thấy trường đẹp, cái nước.